trồng nguyên một vườn bạc hà, 1000 mét vuông để cho ốc ăn đây. Cô bé ban ra trồng rồi bạc hà phân thiếu hết 10 triệu để cho đồ ăn, tháng nữa là cái này sinh dần rồi còn phải mua thêm 2 bao phân nữa để bón cho nó tốt, bắt đầu cắt bạc hà cho ốc ăn. Bên ăn thêm trồng 2 bữa nay rồi, trời mưa hôm qua ngon rồi, ăn cá bạc hà nay nó tươi lại rồi. Đó. Đó. Vài bữa có bắt đầu đâm chồi lên nó phát lên.